Tôi là Nam, 23 tuổi, một chàng trai không bình thường. Tôi là một chàng trai có vẻ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, thích nấu ăn và hay ngủ quên. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó được trở thành đầu bếp nổi tiếng và có rất nhiều người thưởng thức món ăn của tôi. Nhưng đôi khi ước mơ cũng chỉ là mơ. Tôi sống cùng một người anh họ và anh ta rất là yêu thương tôi. Cơm đâu? Hoặc là do tôi tự nghĩ thế. Mẹ xém nước thì cháy nhà rồi, biến đi, không bảo con gì hết. Thực ra từ trước đến giờ, những người như chúng tôi được xem là gánh nặng vì chẳng làm được gì có ích. Dù cho chúng tôi có cố gắng thế nào, sự ghi nhận vẫn bằng không. Ăn không? Ăn đi, đừng có ngại. Nãy đứng bên kia tôi nghe hết rồi. Ăn xong rồi về ở với tôi nè. Và hạnh phúc với chúng tôi đơn giản chỉ là sự san sẻ. Tôi sẽ là đôi mắt của bạn. Bạn không có vị giác, vị giác của tôi cũng sẽ là của bạn. Mở cửa. Mở cửa. Trời ơi, làm ăn cái gì vậy hả? Muốn chết cho chú khác chết nghe, nấu nước gì mà khói không vậy hả? Bụng cháy luôn nhà tôi hay gì? Trời ơi, giống như chết. Nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn khắc nghiệt. Dù có cố gắng lạc quan thế nào, luôn có ai đó sẽ vùi lập niềm vui và hạnh phúc của người khác mà không nghĩ đến tổn thương hoặc phải chịu. Minh Anh hay nói với tôi về ước mơ được một ngày nào đó hát trong sự hò reo cổ vũ của rất rất đông khán giả. Mặc dù bây giờ chỉ cần mỗi ngày được đến tiệm cà phê hát là đủ làm Minh Anh vui rồi. Ai cũng có quyền có ước mơ và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi luôn cố gắng rất nhiều mỗi ngày để chứng minh chúng tôi không phải là gánh nặng của bất kỳ ai và chúng tôi không đáng phải nhận sự kỳ thị. Tôi đã quen với việc bị xem là người vô hình ở khắp mọi nơi chỉ vì không thể nói chuyện được như bao người. Nhưng vốn dĩ chẳng ai là vô hình trong thế giới này cả, trừ khi bản thân chúng ta muốn chúng ta vô hình mà thôi. Người ta vẫn thường nói, chỉ những người cùng khốn khổ mới hiểu được đối phương cần gì. Thực ra tất cả chúng ta đều có thể thấu hiểu được, nhưng vấn đề là chúng ta có muốn hiểu hay không. Không ai sinh ra là hoàn hảo trên thế giới này cả, nên hãy nhìn nhận cuộc sống này bằng đôi mắt của một người không hoàn hảo, rồi bạn sẽ thấy thế giới này hoàn hảo như thế nào. Có những điều với bạn là bình thường, nhưng với người khác là cả một ước mơ to lớn. Hy vọng lớn nhất của tôi là một ngày nào đó được biết mùi vị của món cơm mình làm mỗi ngày là như thế nào, và mùi vị của hạnh phúc là như thế nào.